Xin kính chào quý vị, em Mạnh rất vui khi gặp lại quý vị trong video lần này. Như quý vị đã thấy trước mặt quý vị, đây là một chiếc xe VF9 7 chỗ mới về Nam Định trong tối hôm qua. Và hôm nay, nên cơ hội này em Mạnh sẽ quay qua cho quý vị xem chiếc xe VF9 7 chỗ này nó khác với dòng xe VF9 6 chỗ như thế nào. Trước tiên đây là một cái chìa khóa của dòng xe VF9 mới nhất. Chiếc chìa khóa được thiết kế rất là tinh gọn và đẹp. Màu thì cùng màu với màu xám của chiếc xe. Cái điều mà quý vị chắc chắn sẽ là quan tâm giống em Mạnh đó chính là hàng ghế thứ hai của chiếc xe này. Và sẽ không phải để quý vị chờ lâu, em Mạnh sẽ xem hàng ghế thứ hai này 7 chỗ nó sẽ khác với 6 chỗ ở hàng ghế thứ hai này ạ. Ở đây nội thất màu nâu. Và đây chắc chắn là cái rèm rồi. Cái rèm của chiếc xe VF9. Ở đây cửa sổ trời bằng kính á. Cái rèm này thì em Mạnh sẽ để tạm ra ngoài chút ạ. Tí nữa chúng ta cùng xem cái rèm này như thế nào nhá. Để ở đây. Đây, đây là hàng ghế mong chờ nhất của chiếc xe 7 chỗ. Nó sẽ khác chiếc xe 6 chỗ ở hàng ghế thứ hai này. Đây là hàng ghế thứ hai gập xuống này, nó có sẽ hai cái khay đựng nước vào đây. Sẽ ngửa lên ạ, gập lên. Gập lên nó sẽ như thế này. Tạm thời mình cho cái túi bóng này ra chút nhé. Chặt. Ok. Và đó. Và đây chính là sự khác biệt giữa 6 ghế và 7 ghế. Mọi thứ khác thì nó sẽ đều giống nhau hết. Khác nhau mỗi cái hàng ghế này thôi ạ. Cái này để Mạnh gập hết xuống xem nào. Bên trên này nó có một cái lẫy này. Có thể chúng ta kéo ra gập vào này. Đây là hàng ghế thứ 3. Bản này là bản trần kính. Và ở lô xe này thì đã có rèm trần đi theo xe. Những cái hàng nào chưa được nhận được rèm trần thì trong thời gian ngắn nhất VinFast sẽ gửi cho quý vị. Rất đẹp phải không ạ nhỉ? Đây là chiếc vô lăng. Chắc chắn rồi, các trang thiết bị khác thì đều giống bản 6 chỗ thôi. Khác nhau mỗi cái phần ghế phía dưới. Chúng ta có thể gập cái hàng ghế ở giữa này xuống. Xuống đây. Khi chúng ta cần đi đâu xa mà muốn ngồi tựa tay thì vào đây, gập đây như này. Hàng ghế này có thể đa năng. Có thể là bệ tì tay, là ghế, là khay để nước. Rất là khá là tiện lợi, thiết kế khá là thông minh. Đợt này thì VinFast đã giao đến cái hàng dòng xe 7 chỗ. Cái điều mà nhiều khách hàng đang mong chờ rất là lâu rồi. Như em Mạnh cũng có khách hàng giờ chờ đợi mong ngóng từng ngày ạ.
và đây là chiếc rèm. Em sẽ khui ra cho quý vị xem nhé. Chiếc rèm này xem thiết kế như thế nào. Thực chất là có một miếng như thế này. Một miếng này thì chắc chắn rồi, miếng này ở phía dưới phần đuôi. Miếng này nó sẽ phần ở dưới này ạ. Đây, con này. Và nó sẽ dùng hút. Cái này để hút kính lên này. Đây, nó sẽ giữ vào phía dưới. Sẽ quay như thế này. Và ấn lên trên. Đấy. Đây là một miếng này. Còn miếng thứ hai ạ. Miếng thứ hai mình xem nó thiết kế như thế nào nhé. Đây. Cũng là dùng một cái để hút lên kính á. Hít kính để đỡ. Khi chúng ta cần thì chúng ta sẽ lắp lên. Đây, như vậy là có hai miếng. Miếng này là miếng to nhất này. Sẽ dán vào đây. Dưới sẽ dán vào dưới. Tất nhiên rồi, trời nắng mùa hè thì chúng ta phải lắp cái này lên để cho nó đỡ nắng. Chứ không mùa hè vừa rồi, nhiều người đi chiếc xe này kêu xe rất nắng do ánh nắng mặt trời hắt từ trên xuống. Ở đây nó có một cái hướng dẫn sử dụng đèn trần này, panorama này. Ok. Tạm thời thì anh Mạnh sẽ cho lên đây. Chúng ta cùng xem phần mềm chiếc xe có gì khác không ạ? Rồi, hít. Trước tiên thì em Mạnh sẽ quay qua cho quý vị xem một vòng đã. Đây là chiếc xe VF9 màu xám, bản 7 chỗ, đầu tiên về đến đất Nam Định. Và có thể nói là đây là một trong những chiếc xe đầu tiên của 7 chỗ của Việt Nam. Màu xám rất là đẹp. Giới thiệu qua quý vị chút, VinFast ô tô Thành Thành Phát 2 là VinFast Nam Định, nằm tại đại lộ Thiên Trường, Lộc Hòa, thành phố Nam Định ạ. Rồi, mời quý vị vào, em Mạnh vào trong xe. Cửa này nó chưa hít vào này. Ấn xuống chút xem nào. Cửa này. Đó, hít này. Chưa đứng lẫy nên lẫy chưa hít. Ok. Chúng ta cùng bước vào trong chiếc xe ạ. Chà chà. Em Mạnh sẽ khởi động chiếc xe này lên. Xem có gì khác biệt không ạ? Em nghĩ thì nó cũng giống bản kia thôi. Các mỗi cái hàng ghế thứ hai. Hai đèn nước này. Xin chào anh chị. Em là trợ lý ảo VinFast. Cần gì anh chị gọi em ạ? Đây là màn hình chính của chiếc xe. Thì nó cũng màn hình giao diện có vẻ hơi khác một chút này. Giờ nó sẽ phân theo nhóm. Gần đây này, điện thoại kết nối này, đa phương tiện. Có sự khác biệt so với phần mềm cũ một chút. Đó là cái giao diện này. Camera 60 này. Trái, phải, đằng sau, trước.
để Mạnh chạy thử xem một đoạn xem là nó có ADAS chưa nhé quý vị nhé. Khi chúng ta vào số mà không cài dây an toàn ấy, thì nhả chân ra nó sẽ không di chuyển. Chúng ta sẽ đạp phanh và nhả phanh tay. Đấy. Khi nhả phanh tay ra thì xe sẽ di chuyển này. Đây, quý vị cùng em Mạnh thử đi một vòng xem cái này sẽ đã trang bị ADAS chưa nhé. Lái rất sướng quý vị ạ. Như phần mềm xe VF9 trước thì chưa được trang bị tính năng ADAS, nhưng mà cái lô xe lần này ra mới nhất thì mời quý vị xem đã có chưa nhé. Thứ nhất là dùng giám sát hành trình tích ứng này. Giám sát hành trình tích ứng hiện tại thì ở tốc độ này nó chưa có ADAS. Để Mạnh thắt lại cái dây an toàn cho nó đỡ kêu thì ạ. Ok. Để chuyện nào. Chỗ đường này nhỏ nên nó không chạy nhanh được. Đi quãng này để Mạnh chạy ADAS xem nhá. Ok. 20-30. À, như vậy là có ADAS này quý vị nhá. Này. Đấy. Đã có ADAS. Tuyệt vời, xin chúc mừng những cái hàng sở hữu chiếc xe VF9. Chúng ta đã được sử dụng tính năng ADAS. Rồi, em sẽ đổ vào đây. Khi chúng ta vào số lùi này, cam rất nét. Hỗ trợ lái rất là tốt luôn. Rất dễ dàng trong việc lùi. Phần mềm hiện tại thì chưa trang bị hỗ trợ đỗ xe. Nhưng sau này chắc chắn rồi sẽ có tính năng hỗ trợ đỗ xe tự động lùi chuồng ạ. Ok. Vừa rồi là Mạnh có review qua chiếc xe VF9 7 chỗ. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video Mạnh. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho em Mạnh. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào.